Tại cuộc hội đàm, trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường vui mừng được chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại đây, hai thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc cụ thể hóa các thành quả và nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, với sự điều hành hiệu quả của Quốc vụ viện Trung Quốc, đứng đầu là đồng chí Thủ tướng Lý Cường, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội 20 đã đề ra, xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Thủ tướng Lý Cường chúc mừng những thành quả quan trọng Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả, tin tưởng và chúc Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển thuận lợi của quan hệ hai nước sau chuyến thăm Trung Quốc mang tính lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán coi trọng việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em. Khẳng định đây là chủ trương nhất quán, là lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng, luôn ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò quốc tế. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác các kênh đảng giữa hai chính phủ, quốc hội, nhân đại, mặt trận tổ quốc, chính hiệp hai nước, phát huy vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực và giao lưu hữu nghị giữa các địa phương và các đoàn thể nhân dân, xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tăng cường phối hợp trong các diễn đàn quốc tế, khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần phát huy ưu thế về địa lý và sự bổ sung lẫn nhau để đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện sớm thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô, Tứ Xuyên và Hải Khẩu, Hải Nam, phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan, tránh xảy ra ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đẩy mạnh tiến độ triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giao thông vận tải, môi trường, y tế, khoa học công nghệ. Trọng tâm là hợp tác chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu, trao đổi kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tài chính tiền tệ, hợp tác về trồng trọt, chế biến nông sản, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vịnh Bắc Bộ, tăng cường kết nối đường sắt, đường bộ, đường biển, nghiên cứu phát triển một số tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, tốc độ cao kết nối hai nước và sớm ký kết thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển, khôi phục toàn diện các chuyến bay thương mại, tăng cường hợp tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong, Lan Thương, thực hiện tốt hiệp định hợp tác giáo dục, triển khai các suất học bổng dành cho Việt Nam, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân chào mừng 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Lý Cường khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung. Đánh giá cao sự phát triển kinh tế nhanh chóng và môi trường kinh doanh năng động của Việt Nam tại khu vực, Thủ tướng Lý Cường nhận định hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước có mức độ bổ trợ cao và còn tiềm năng rất lớn. Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, hoa quả chất lượng cao của Việt Nam. Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để kiểm dịch, thông quan hàng hóa, sẵn sàng phối hợp thúc đẩy giải quyết vướng mắc về thể chế, chính sách, để quan hệ thương mại hai nước tiếp tục tăng trưởng bền vững và đạt thành quả mới. Đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về hạ tầng cơ sở giao thông, thúc đẩy hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư, nhất là trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, nông nghiệp, hợp tác duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.
Thủ tướng Lý Cường cho biết, chính phủ Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao của Trung Quốc, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam. Đưa hợp tác thực chất giữa hai nước này ngày càng hiệu quả thực chất, tương xứng với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Về giao lưu nhân dân, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, tin cậy và hữu nghị giữa hai nước. Khẳng định sẽ thúc đẩy hai bên triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, gia tăng tần suất và nâng cao chất lượng hợp tác các địa phương. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát thỏa đáng, bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển, thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, phấn đấu xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là trong duy trì phối hợp, hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương nhất quán kiên trì chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc, phát huy vai trò ngày càng quan trọng và tích cực trong khu vực và trên thế giới, đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEM, ASEAN. Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết công bố 4 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước trên các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, giám sát thị trường, xây dựng cửa khẩu thông minh, nghiên cứu quản lý môi trường biển trong vịnh Bắc Bộ.